tất cả mọi người. Vâng, chào cả nhà buổi sáng ha. Ngày mới chúc cả nhà mình vui vẻ sức khỏe cả nhà ơi. Sáng nay Quang tiếp tục đi bắt ong cả nhà. Sáng nay Quang đi với em Trường, ong Trường Bình Thuận. Em Trường dẫn Quang vô đây thì hai anh em đi hai nhánh. Quang đi đội bên đây, em Trường đi đội bên kia. Thì lên tới đây Quang đi cỡ từ xe lên đây cỡ 300-400 mét cả nhà. Thì Quang gặp được trên cái điều đây một ổ nhỏ à. Nhưng mà khả năng ông tơ giờ Quang lên cắt thử coi ổ đầu tiên buổi sáng coi cái khu này nó có mực không cả nhà nha. Rồi coi tình hình rồi nếu có mực rồi bắt đầu mới đi tiếp cả nhà. Quang quay tổ ong cả nhà xem nha. Tổ ong này cả nhà cũng nhỏ thôi. Rồi cái nhánh này nó cũng cái nhánh tổ ong đóng nó cũng nhỏ lắm cả nhà nên khả năng Quang quay trực tiếp không được. Thì lên cố gắng cắt rồi xuống Quang quay cục mực cả nhà mình xem nha. Quang cắt cái tổ ong xuống rồi cả nhà. Tổ ong này non, mực nó đang vô mực cả nhà. Đầu buổi sáng mực ra vậy. Khả năng ổ này khả năng khu này đi được cả nhà. Bây giờ Quang đi tiếp nếu mà có ong Quang quay cả nhà xem. Hy vọng là ổ tiếp theo có mực cả nhà ơi. Tại cái thế này ong non mà mực nó đang vô này, khả năng là đi được. Đi đến đây thì Quang thấy được tổ thứ hai cả nhà. Nó nằm trên cái cây này nè, cây này cây gì không biết, cây rừng mà cao lắm cả nhà ơi. Nó đóng mút trên ngọn cả nhà. Đó cả nhà, ngay giữa màn hình đó. Tổ này thì to hơn tổ hồi nãy cả nhà ơi. Nhưng mà cây rừng nó cao quá thì Quang cũng lên cắt xuống cho cả nhà mình xem cục mực ha. Quang cắt cái tổ ong xuống rồi cả nhà. Mực ong tơ cả nhà ơi, mực khá đẹp. Để Quang kiếm cái thế quay nó đỡ chói. Chói quá cả nhà. Ong tơ cả nhà ơi. Chói dữ ta. Đây cả nhà. Ông nó đang vô mực á, tơ mà đang vô mực, mực đẹp kia. Yeah. Rồi, được hai tổ cả nhà ơi, giờ Quang nha, dắt vô. Dồn hai tổ vô một, dắt cái tổ này chung vô thành một bị luôn. Quang cũng gặp được cái ổ ong thứ ba rồi cả nhà. Ông ở đây ổ nhỏ nhỏ cả nhà ơi, mà đóng mút ở trên cao không ạ. Mực thì bắt hai ổ đầu tiên thì tơ mực đẹp đó cả nhà, nhưng mà đóng cao quá đi. Cái này nó đóng trong cái cây này cao rồi mà tối quá, Quang đứng đây quay chắc cả nhà cũng không thấy đâu. Để lên trên rồi Quang coi được rồi Quang quay tổ ong cho cả nhà xem rồi cắt nha. Quang lên gần tới tổ ong rồi nè cả nhà. Ngay giữa màn hình cả nhà ơi, nó hơi chói mặt trời á. Cái cây này cây mít nài cả nhà ơi, trèo lên đây mới thấy cái lá mới biết cây mít nài. Quang cắt cái tổ ong ở trên cây mít này xuống rồi nè cả nhà. Mặt trời chói quá cả nhà ơi. Mực khá đẹp luôn cả nhà, quá ok. Mực này thì đi ok cả nhà, đều có cái là tiếc cái là ổ nó hơi nhỏ thôi. Chứ cũng không lép nha cả nhà. Quang thấy ở trên bụi lá đá này có ổ này cả nhà. Ổ này thì thấy cái ổ nó bự hơn ba ổ trước á. Thấy cái ổ cái tàn á thì bự hơn ba ổ trước mà không biết mực có ngon hơn không. Quang ngồi nghỉ mệt xíu rồi Quang lên cắt cả nhà ơi. Quang đi cái đồi này té miết cả nhà ơi, kiểu nó đứng quá kìa, nó đứng phải hơn 45 độ luôn á. Coi Quang quay trong video cả nhà nhìn nó dốc này, ô đi nó đã vậy nó vừa nghiêng rồi mà vừa lá té nó trơn té miết. Quang xong khói cái tổ ong rồi cả nhà. Giờ mình lên tiến hành cắt. Mấy cái tổ mà nó nằm ngoài trống với lại trên cao vậy, mình xong khói trước chứ không mà trèo lên nè. Động động, ba cái le này nó nhỏ nè, mình trèo cỡ nào nó cũng động nó ra. Tổ này thì Quang thấy nó già hơn ba tổ trước á, mà không biết mực mày thì như thế nào. Hy vọng là mực nó đẹp cả nhà. Đá này nó nhỏ quá, khó trèo.
Quang vừa treo vừa quay vậy. Video nó có rung lắc, nó quơ được cả nhà này. Xem thông cảm. Muốn quay trực tiếp cho cả nhà xem cái cảnh bắt tổ ong mà. Cái tổ nào nó cái thế nó dễ dễ thôi, Quang quay chứ còn nó khó quá. Mình quay nó quơ nó lắc nhiều quá này cả nhà, còn khó xem hơn là quay tóm tắt cả nhà. Quăng xong khói trước rồi nên mình giờ mình làm gì làm cho nó không có, nó không có ra cả nhà. Còn mà mình lên mình thổi thuốc mà nó trên cao này nó ngược gió, nó không dính khói là nó ra dữ lắm. Cái kéo sáng này bị gì rồi, hôm qua cắt cái các cái cây cao su bị méo cái kéo hay sao, mực hơi khô cả nhà ơi, không ngon bằng mấy ổ tơ rồi, không bằng ba ổ trước rồi cả nhà, hơi khô chân. Quang bỏ cái tàn lại đây cho nó, bữa hai bữa nó nở rồi nó đi cả nhà ơi, nó không có ở đâu nhưng mà để vậy cho nó nở. Chứ mình dục là có nhiều anh em đi là dục luôn cái tàn á, là con ong mẹ nó không có ấp được á, nó giống như gà á, nó phải ấp con. Con mẹ nó không ấp được là con nó chết cả nhà, nó hư nó thối. Thì cũng như trứng gà thôi cả nhà. Là mẹ không ấp không kỹ thì cái nào không được ấp kỹ thì nó bị úng á, nó kiểu vậy á. Mình gác lại vậy cho nó nở rồi nó đi. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái ổ nó được bự thêm ở nhà, nó đông quân thêm. Chứ còn đã bắt trong con dục tàn thì càng ngày ông nó càng ít cả nhà. Cục mực cũng được chứ không đến nổi cả nhà, nó hỏng một hai chân dưới đây thế nè, đẹp á. Rồi giờ Quang tỉa rồi dắt vô á nha, dắt vô với cái chung với cái ổ này nè, là ổ này nữa là được 4 ổ rồi cả nhà. Quang tạm dừng video rồi đi tiếp nha. Hồi nãy bắt cái ổ ở cái bụi le đá cả nhà, xong Quang lội cỡ tiếng hồ hơn luôn á, mà nguyên một rừng lá đá luôn cả nhà mà không có ong. Là Quang mới băng ra khỏi cái rừng lá đá đây nè, thì Quang xuống cái đám điều hoang, Quang thấy trên đây cũng có ổ mà cũng nhỏ cả nhà ơi. Sao ong ở đây nhỏ nhỏ không à, đâu rồi ta, đây này cả nhà nè, ong ổ nhỏ nhỏ không kỳ ghê. Bây giờ Quang nghỉ mệt xíu, Quang lên cắt xuống rồi quay cục mực cho cả nhà mình xem nha. Quang cắt cái tổ ong ở trên cái điều xuống rồi cả nhà, mực dở ghê cả nhà ơi, ổ ong tơ mà mực đã không đầy rồi mà lép xẹp à, buồn thiệt chứ. Quang thấy ở trên cái lùm le này có con ổ nhỏ như cái chén cả nhà, ong không có cả nhà ơi, thưa quá. Không biết quay đâu điện thoại, sợ cái nhà không thấy luôn á chứ, nó nhỏ quá mà. Quang cắt cái tổ ong trên cái điều xuống cả nhà. Nó khuất trong cái lùm le đá nhưng mà nó đóng nhánh điều. Mực thì quá đẹp luôn mà cái ổ nhỏ quá cả nhà ơi. Mực của VIP luôn á. Từ sáng giờ là cái ổ này là mực đầy nhất luôn này, nhưng mà nó nhỏ. Bây giờ Quang dồn nó vô với cái ổ khô khô hồi nãy cả nhà. Ổ nãy cũng bắt trên cái điều mà nó cũng hơi khô khô á, mà Quang chưa có gói lại. Đó, giờ dồn hai ổ vô một cả nhà. Quang xin thông báo cho cả nhà là bây giờ 12 giờ 16 phút cả nhà ơi. Trời ơi. Buổi trưa mà Quang giật lên đồi cả nhà. Thở không nổi luôn. Lên đây mà cả nhà, Quang thấy ổ. Ổ này là tính ra là không biết mực sao chứ cái tàn là nó to nhất từ sáng giờ luôn cả nhà. Ở đây sao nó mờ dữ ta.
Đâu rồi ta? Nó hơi chói cả nhà ơi. Để Quang nhìn lại cho rõ đó nha. Đây à cả nhà, nó lá cây nhiều quá nên nó che. Cái cây bù xít này. Đây à, Quang sẽ ấy ngay giữa màn hình cho cả nhà nhìn rồi à. Đây, ngay giữa màn hình cả nhà. Rồi bây giờ cái cây này cả nhà. Cây này là cây rừng nha, trên núi á. Mà nó nhỏ lắm. Cây này là chắc chắn là Quang trèo không được rồi. Bây giờ Quang sẽ cưa. Cưa hạ cái cây này xuống để bắt tôm cả nhà ơi. Rồi, trong khi bắt thì có mực rồi. Quang quay cả nhà mình xem. Hy vọng đừng để cục mực chứ. Ủa, cái cây kia nó dướng vô ngay cái giữa cái cây của mình đây mới động này. Nó có trúng cục mực không chứ. Rộng là không dướng cả nhà ơi. Trời ơi, cái ổ ong này quá đã rồi. Đóng hai ba kèo luôn, đã ghê. Dứt rồi đó. Hỏi thăm sức khỏe rồi đó. Khá quá mà ổ của nó mà mình lại. Mình nói mà biết. Cả nhà thông cảm nha. Mực không đầy cả nhà ơi. Ổ này mực mà đầy là ngon rồi. Mực yếu. Đóng hai kèo mới đọc được chứ. Rộng quá căng cả nhà ơi. Không mà bắt sống rồi. Không kêu. Do nó nhờ nó cao lắm nha, cho nó thấp thấp là nó bay ra là còn dữ dằn hơn đó. Trời. Được đi con, ông thì cắn càng ngày càng nhiều mà. Mày nhây quá vậy. Rồi, rất riêng ra một cục rồi. Để con lấy con bảo lên nè. Đóng hai kèo cả nhà. Cắt cái tổ này thành hai tổ. Ồ, cái này bên đây khô. Trời ơi, uổng. Trời ơi, uổng ghê đó. Cục đây khô cả nhà ơi. Ở nhà mình xem nè, cái tổ ong á. Cái cây nằm xéo vậy nè, đó hai nhánh nó xéo nhau vậy đó, nó làm thành ra giống như hai cục mực này. Ông Quang để gác cái tràng lại cho ông nó bu bớt chứ nó theo mình quá cả nhà ơi. Ờ ơi bên đây nó khô uổng ghê. Ổ đó là chắc chắn nó đi rồi đó, bỏ mất vị trí của nó rồi là nó đi rồi nha. Đó, nó uống cái cục dài nó bị khô cả nhà ơi. Ồ, tưởng trúng mánh rồi chứ, được ổ thành hai rồi chứ. Đây cả nhà, ổ này được cái đầu này à, đây nó khô, được đây miếng. Còn ổ này thì cục này thì đẹp, cục này thì tương đối được này. Chăm tới đây luôn nè. Đây đầy nhóc hết rồi nha. Rồi bây giờ Quang tạm dừng cái video nha. Quang cắt tỉa gói lại cái này để nó chảy mực cái đó. Ôi cả nhà ơi, ông gì mà nó đóng khôn vậy sao bác.
Cả nhà xem này, đá trên đồi núi rồi nè, mà thêm một cái cục đá chà bá này. Rồi trên đây một cái cây keo gai nữa mà nó đóng trên cây keo gai trên cục đá luôn cả nhà. Giờ không có đường lên nè. Tổ này thì cũng không to lắm mà quan nhìn cục mực thấy nó dày lắm cả nhà, nó kiểu nó nù nù á. Đó, tụi ông ngay giữa màn hình cả nhà. Ôi ông gì mà khôn dữ trời. Để Quang đi vòng vòng cục đá này coi thử có cái đường nào lên không cả nhà nha. Nếu mà có đường lên thì Quang lên. Cố gắng cắt cái ổ này nó nhỏ thôi nhưng mà Quang nghi ngờ cục mực đẹp, ngon. Quang cắt cái tổ ong trên cây gòn gai này được rồi cả nhà. Nằm trên cục đá nãy Quang quay đó. Tổ ong nó nù chà bá luôn cả nhà. Nè, cục mực nó dày nù mà điều mực hơi yếu quá nha. Mực bơm chưa đầy, bơm còn cỡ 1/4 nữa mới đầy ống cả nhà, chưa rắm vô á, giờ chưa đầy chưa rắm vô. Quá trời, cái cây Quang cứ tưởng là nó nằm trên cái đỉnh của cục đá đó, ai nhà leo lên cục đá thì nó nằm kế một bên cả nhà, mà nó cách cỡ 1,5 m, không có đường lên hết. Quang đu mấy cái dây leo đó đó, công nhận bắt cái tổ ong xong Quang nghĩ mình quá ngu, quá liều, quá mạo hiểm. Quang đu mấy cái dây gai Quang đu lên á, mà bên cái góc đó từ góc cái gòn nó xuống cái vực sâu lắm, cỡ 10 m hơn á. Từ khi Quang bắt cái tổ ong ở trên cái cây gòn đó cả nhà, thì Quang xuống lấy xe đi thêm một vòng nữa rồi mà xuống cái khu đây xòi rồi tùm lum cả nhà. Quang lội cũng không có ong cả nhà ơi, mà bây giờ hết nước rồi, nó khát nước quá đây. Thì Quang cũng quay cái thành quả cho cả nhà mình xem rồi Quang về cả nhà ơi. Khát nước quá chịu không nổi. Đây cả nhà. Cái ổ ong này nè, là nãy ổ ong Quang bắt trên cây gòn cục đá cả nhà. Còn lại trong này thì được 4 cục cả nhà ơi. Thì cục nào cũng 2 ổ hết á, chỉ có cái cục này là bắt cái ổ mà Quang cưa cái cây đó, là nó một ổ dài mà Quang cũng cắt ra là cũng kể như là thành 2 cục đó nha, là cũng thành một ổ mà thành 2 á. Thì tổng cộng tất cả mà tính ổ thì Quang ngày nay được 8 ổ ong cả nhà. Thì tới đây thì Quang cũng xin dừng clip, tạm dừng video cả nhà ơi. Quang cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình luôn đồng hành theo dõi ủng hộ Quang nha. Thì Quang hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Cái ổ này nó nóng nắng quá cả nhà, nóng quá mực ra này. Quá trời luôn. Thì Quang chân thành cảm ơn cả nhà mình, hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo cả nhà ha. Rồi Quang bye bye cả nhà nha.